Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Motion ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm một cái video về nó có tính huyền bí một chút, đó là mang tính giải mã những cái đồng shitcoin mà nó pump hàng loạt trong thời gian vừa qua anh em. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để cho tao nút like và subscribe kênh ha. Và comment phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video altcoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em ha. Và video này là video altcoin ha anh em. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua tình hình thị trường tổng quan. Thì anh em thấy thị trường thì tổng quan trong 24 giờ qua thì vốn hóa nó đã tăng lên 5,4%, vẫn là trên cái mức là 2.100 tỷ đô. Nhưng mà mình thấy hiện tại vốn hóa hiện tại đã và đang đổ vào các đồng shitcoin rồi ha, bởi vì nó mang tính FOMO nhiều hơn là cái tính truyền thống anh em. Và anh em thấy là hiện tại thì các đồng altcoin shitcoin nó boom rất là kinh, như anh em thấy là có cái đồng coin mà nó boom đến tận 100 mấy ngàn% này, đây 300 mấy ngàn% này. Và hiện tại theo mình quan sát thì mình thấy rằng những cái đồng coin mà hiện tại nó boom mạnh á trong thời gian vừa rồi nó mang theo cái chiều hướng là FOMO nhiều hơn, cũng như là nó chạy theo một cái loại, đó là anh em thấy này, như con Kisu Inu này nè, là nó chạy theo cái đồng Dogecoin ha. Và cái đồng Moondao này, Moondao hoặc là Rizmoon này, anh em thấy nó có sự giống nhau về cái tên Moon này, ha, hoặc là Safe Nebula này, nó cũng giống như cái đồng mà Safe Moon ở trong thời gian vừa rồi á, nó pump rất là kinh khủng. Anh em thấy trong thời gian gần đây thì giá của những cái đồng shitcoin này nó pump rất là nhiều, và kèm với cái việc là tính thanh khoản của nó không có nhiều ha anh em, bởi vì chỉ một phần nhỏ các nhà đầu tư ở trong thị trường họ đi theo cái đồng này, cho nên là nó không có mang cái tính thanh khoản cao được. Nhưng anh thấy hiện tại này, những cái đồng coin này có tính thanh khoản là nó dưới 100 triệu đô hết. Và theo mình thấy đây, như con Kisu Inu thì nó chạy theo cái đồng Dogecoin anh em, bởi vì nó chạy theo theo mình thấy thì các anh em nó vui á, là những cái đồng coin mà theo animal coin ha, là những đồng coin về động vật. Và cái đồng Dogecoin anh em thấy là hiện tại cái đồng Dogecoin này nó đã có 42 tỷ đô vốn hóa thị trường rồi, và khối lượng giao dịch thanh khoản của nó là hơn 24 tỷ đô lận. Và cái đồng coin này theo như mình phân tích ở trong các số video trước thì nó được các KOL hỗ trợ về cái việc siêu rất là kinh, cho nên là dòng tiền nó đổ vào đây, nó khiến vốn hóa nhảy lên tới mức là đứng 6 trong top vốn hóa thị trường, thì nó cũng như là điều dễ hiểu thôi, bởi vì là những KOL như là ông chủ của Tesla này, và Mark Cuban cũng là ông chủ của đồng rổ Maverick ha, cũng đã siêu rất là nhiều. Và ông Mark Cuban là một sát của sát tân Mỹ á, thì em thấy là ông ấy nói rằng sẽ không bán một cái đồng Dogecoin nào, khiến cho cộng đồng cũng rất là muốn mua theo ông ấy, là cái đồng Dogecoin này khiến giá nó boom rất là kinh ha. Ok, và theo như mình thấy thì cái lượng dòng tiền này, đây là cái phần phân tích của mình, và team mình cũng đã nghiên cứu cũng như là đưa ra những cái đề xuất cho anh em để anh em tham khảo. Và đây là một cái trò chơi mini game anh em, và anh em có thể thấy được cái cơ chế pump của những cái đồng shitcoin này là nó như thế nào. Như anh em thấy là từ cái lúc mà Dogecoin nó pump đợt đầu, nó pump tại giá này lên đến cái mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại, nó đã tăng là 6.695%, và anh em thấy là nó tăng rất là kinh khủng rồi ha, nó tăng đến tận là 67 lần rồi ha. Như anh em thấy thì đây là một cái trò chơi mini game, cho nên là anh em thấy là trong thị trường khi mà chúng ta tham gia vào cái mini game thì cũng sẽ có người thắng và người thua, và những người thắng là những người mà vào mua sớm, còn những người mua thì khả năng cao họ mua rất là trễ và họ bị đu đỉnh ở phía trên này ha. Và những cái đồng shitcoin ở thời điểm hiện tại như anh em thấy là đây là những cái đồng shitcoin mình lấy ở nhiều sàn ha. Đây là đồng SHIB, là đồng Shiba Inu. Thì đồng này vừa lên sàn MSC và anh em thấy là hiện tại nó đã boom rất là ghê rồi. Nên từ khi giá nó lên sàn đến giá đỉnh của nó là tặng là 1933% này. Và hiện tại nó đang rơi rồi ha. Và tiếp theo là cái đồng SafeMoon. SafeMoon này anh em thấy là nó cũng boom rất là ghê rồi. Đây. Đồng SafeMoon này nó boom
trong thời gian vừa rồi, có mình thấy nó có rất là nhiều, có cái case là mua 5 đô nhưng mà sau một tháng, hơn tháng ấy, thì nó pump lên đấy là hơn 1 triệu đô ha. Thì là một cái case mình thấy rằng cũng khá là ảo và mình cũng chưa có xác minh được. Ok, và những cái đồng coin này anh em thấy là đây là những cái đồng shitcoin và nó chưa có cái tính ứng dụng nhiều, không có tính ứng dụng luôn. Mình thấy là nó chưa không có tính ứng dụng. Và hiện tại thì đã đang đang được cộng đồng đi siêu cũng như là những cái người mà đầu tư mà mới tham gia vào thị trường á, thì khả năng lớn họ sẽ bị những cái hình ảnh siêu đó nó bị ảnh hưởng đến tâm lý và họ sẽ lao vào mua và khiến cho họ đu đỉnh rất là cao ha. Và video này thì mình làm ra để mình cân nhắc nhắc nhở cũng như là lưu ý với tất cả các anh em. Thì phần lớn cần các anh em cần phải biết đó là cái cơ chế pump của những cái đồng shitcoin này, và thường thường thì nó sẽ pump theo trend như nên thấy là con Shiba Inu thì nó sẽ pump theo cái đồng Dogecoin này, là trend của Animal Coin. Còn các đồng như là Safe, có từ Safe phía trước ha, đây anh thấy là có thể Safe phía trước Nebula này nó cũng pump theo những cái đồng mà coin mà đã pump tăng mạnh rồi như là Safe Moon. Thì đó là cái trend. Còn cái việc đầu tiên mà chúng ta sẽ cần lưu ý là chúng ta sẽ check cái tổng nguồn cung. Thì nguồn cung anh em thấy là phần lớn mình thấy rằng là các dev, là các nhà phát triển của họ thì cầm toàn bộ cái nguồn cung của cái đồng coin đó, coi như là các dev của cái shitcoin, cái dự án shitcoin đó đã cầm toàn bộ bộ bài rồi ha. Bởi vì trong mini game thì chúng ta sẽ có rất là nhiều người chơi, và nếu mà như mà dev đã là nhà cái rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thắng được nhà cái đâu ha. Và khi mà pump và các dev này á, các nhà cái này họ sẽ pump giá lên với một số tiền rất là nhỏ, sau đó họ sẽ đi siêu, bởi vì là cái chart họ đã có một cái sự, đó là cái sự tăng trưởng, cho nên là họ đi siêu rất là dễ dàng và khiến cho các nhà đầu tư, nên thấy là khi mà pump lên này và các nhà đầu tư họ mua vào, khi mà họ đi siêu thì các nhà đầu tư họ mua vào và họ các nhà đầu tư mua vào xong á, thì nhà cái họ sẽ xả và nó sẽ xả đi kiến cái ngày này. Và cái đồng Dogecoin này thì cũng là một cái ví dụ mà kiểu như là nó không có đúng lắm, bởi vì là Dogecoin đã được hỗ trợ bởi các KOL lớn như là Tesla, ông chủ Tesla là Elon Musk ha. Và khi mà đi siêu các cái dự án shitcoin như vậy thì giá của nó pump ha anh em. Và mình thấy rằng là các shitcoin ở trên cái sàn PancakeSwap á, thì có cài cái mã hợp đồng thông minh là phải để cái slip pay là 10% mới được mua. Và slip pay là gì anh em có thể tìm hiểu ở trên trong web của Android 98 ha. Và slip pay là được coi như là cái trượt giá, và chúng ta bán một cái là chúng ta sẽ mất 10% coin luôn, coin 10% coin mà chúng ta đang nắm giữ luôn ha. Và 10% đó thì nó sẽ đi đâu? Thì 5% á, là nó sẽ được đóng vào cái pool thanh khoản để tăng cái tính thanh khoản ha. Còn 5% còn lại sẽ được chia đều cho tất cả các holder, và tức á, là ai cũng có ai mà hold coin á, là đều nhận được cái phần trăm hoa hồng ha. Thì đây là mình thấy là càng ví dụ như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy được là càng nhiều người chơi thì giá của nó sẽ càng tăng, và những người mà hold đó thì họ sẽ nhận được cái số lượng coin nhất định và nó sẽ tăng số lượng coin của họ. Thì đây là một mình thấy là một cái hình thức đa cấp trá hình đó anh em, và mình thấy là đây là một cái dạng đó là scam coin. Và những cái đồng shitcoin như vậy á, thì mình thấy là anh em không có nên đu, và nếu chúng ta đu một cũng được nhưng mà chúng ta chỉ dành rất là ít, rất 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 là ít cái số lượng vốn của chúng ta vào chơi thôi ha. Và xác định ngay từ đầu là chúng ta chơi cái loại shitcoin này, chúng ta chơi như là chơi xổ số thôi, và khi mà giá của nó pump nhân hai rồi chúng ta nên chốt cái phần gốc ra để chúng ta bảo toàn vốn trước đã, sau đó chúng ta mới gồng vào phần lãi. Thì đó là một cái điều lưu ý với anh em. Còn hiện tại anh em thấy là những cái đồng shitcoin như vậy thì các dev của họ đã giữ phần lớn toàn bộ cái nguồn cung, cho nên là khi mà giá nó đạt được cái mức kỳ vọng của họ rồi, họ rút thanh khoản hoặc là họ xả hết hàng và khiến cho anh em không xả kịp thì nó sẽ rất là cao và mang tính rủi ro rất là cao ha. Và lợi nhuận thì anh em thấy là những cái đồng coin này thì theo như mình thấy là nếu chúng ta đầu tư 1 năm những cái đồng coin này chắc chắn chúng ta sẽ thua luôn, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Cho nên là những cái đồng coin shitcoin này chúng ta chỉ đầu tư ngắn hạn, ngắn 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 thì là ngắn hạn luôn ha. Ok, và đó là những cái lưu ý của mình và giải mã cái đợt
pump Shitcoin theo trend trong thời gian vừa rồi ha. Anh em có thể cáp lại cái màn hình này để chúng ta ngẫm lại ha. Ok, và team mình thì hiện tại có một cái chương trình chiến binh đầu lạc. Đây, chiến binh đầu lạc ở trên trang web Merchant ATM, anh em có thể tham gia vào đây ha. Và sự kiện này được diễn ra trong vòng 7 ngày ha anh em, từ 7 giờ sáng ngày hôm nay đến 3 giờ chiều ngày 28 tháng 4. Và tổng giải thưởng thì nó sẽ lên đến là 40 triệu đồng Việt Nam đồng, và tương đương với lại 1.800 đô ha, dành riêng cho tất cả các anh em member của Merchant ATM. Và nó sẽ có 3 sự kiện, anh em có thể vào đây để đọc ha. Đây là cái trong web merchantatm.com nè, anh em có thể vào đây. Và anh em nếu muốn tham gia vào channel Telegram team mình để chia sẻ với những anh em khác về các cái sự kiện cũng như là chương trình các cái kinh nghiệm trade coin, hold coin của anh em có thể tham gia bằng cách là ấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của mỗi video ha. Nó sẽ có đường link Telegram group này, anh em ấn vào nó sẽ đưa anh em group Telegram team mình. Thì trên đây là có gần 14.000 thành viên rồi, anh em vào đây để có những cái cập nhật kịp thời về cái sự kiện của team mình cũng như là những cái kinh nghiệm trade coin của anh em ha, các anh em khác nữa. Và tiếp theo thì mình sẽ phân tích các đồng OneCoin. Như theo cầu anh em thì có rất nhiều anh em yêu cầu mình phân tích các đồng Alpha này. Thì Alpha thì mình đã share cho anh em từ rất là lâu rồi, là chúng ta mua từ cái giai đoạn khi mà nó giảm từ cái khúc mà tháng 3, đầu tháng 3 2021, thì chúng ta mua được ở vùng là 1,2 đô. Hiện tại hôm qua thì nó đã về 1,2 đô một lần nữa, và mình nghĩ đây là một cái thời điểm rất là tốt để chúng ta mua thêm Alpha. Như video hôm qua thì mình đã có phân tích rồi, là chúng ta mua Alpha ở vùng 1,1 cho đến 1,2 đô rất là tốt rồi. Hiện tại chúng ta đang lãi là 24% rồi anh em. Và anh em có thể sử dụng trade đồng bảy với cái đồng coin này ở vùng mua tốt rồi. Và hiện tại chúng mình đang là theo cái kèo này ha. Ok, và theo như quan điểm cũ của mình, đó là nó khi mà nó break khỏi cái đường trend lai giảm này, cái đường màu trắng này, thì nó sẽ pump lên ha. Ok, và cuối cùng sẽ là đồng KB3R, là đồng Keep. Keep 3 này thì anh em thấy là thì sau cái đợt mà mình call ở vùng entry ở trong video ở vùng giá là 206 đô, là vùng Fibo cuối cùng, là vùng 0,786 đô ha. Thì anh em có thể mua ngay tại cái râu này rồi. Hiện tại chúng ta đang lãi là 72% rồi ha. Thì các anh em đã mua được ở vùng entry này rất là tốt rồi, chúng ta vẫn cứ gồng cái kèo này thôi anh em. Bây giờ hạ thì cái đồng KB3R này thì đang rất là tiềm năng cũng như là triển vọng trong cái danh mục đầu tư của mình ha. Ok, và đây anh em có thể check cái số lượng mà nguồn cung các dép đang nắm giữ theo như cái đây. Đây là mình đã nói là các dép, phần lớn các dép đang giữ toàn bộ cái nguồn cung. Và anh em có thể check ở đâu? Check ở cái trang này ha anh em, pucoin.app này. Và anh em có thể thấy là cái đồng SBNB này là gần đây mình thấy là nó đã được cộng đồng FOMO rất là kinh khủng. Và cái đồng này là ví của các dép này, đã nắm giữ là 52,86% tổng cái nguồn cung. Cho nên em thấy là đây là một cái sự cho thấy là chúng ta check được cái nguồn cung và đánh giá cái mức rủi ro chúng ta như thế nào ha. Và em thấy hiện tại cái chart của nó đang bơm rất là kinh khủng, cho nên khả năng sắp tới là nó sẽ có một nhịp giảm và nó sẽ anh em là có một thể mốc số hơn được ha. Nhưng mà vốn sẽ rất ít thôi, chúng ta không có nên mua nhiều các đồng Bitcoin này để làm gì ha. Ok, và cái video này của mình đến đây kết thúc. Và nếu em thấy video này hay và bổ ích và cái video này của mình đến đây kết thúc và nếu em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh và comment phía bên dưới video này một đồng OneCoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video OneCoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em ha. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở số video tiếp theo.